Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video nhất của kênh. Thì là tôi đi đây. Thì thời điểm tôi coi video này cũng khá là khuya rồi anh em ạ. Game nó cũng vừa mới tung ra bản cập nhật 1.20.12. Ở bản cập nhật này chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ mới và rất là nhiều những cái thay đổi rất là thú vị. Bây giờ thì anh em cùng tôi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trong bản cập nhật này có những gì nhé. Còn đây là những cái mà game nó có ở bản cập nhật mới này đây. Anh em nào mà nói tiếng Anh thì có thể đọc. Ok, thì đến với lại cái điều đầu tiên ở bản cập nhật lần này đó chính là cái ngày VIP được đưa ra ngoài thay vì ẩn trong như phiên bản trước. Bây giờ thì nó sẽ hiện ở ngoài này giúp chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hơn và dễ dàng flex ở mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đấy thì như các bạn nhìn thấy ở trên góc map thì thay vì nó hiện vàng thì bây giờ nó đã hiện ray cái hơi cái thịt hộp nhé. Ok, thì đến với lời thứ hai thì ở phiên bản này chúng ta đã có thể xem được những tài nguyên mà chúng ta có thể nhận được ở từng map một cách cụ thể và chính xác hơn nhé. Theo tôi thấy thì cái cập nhật này nó rất là hay với lại hữu ích luôn. Nó sẽ giúp ích được rất là nhiều cho những anh em nào newbie mới chơi mà không biết những cái item mà mình muốn sẽ nằm ở đâu á. Nhưng mà bây giờ có cái này rồi thì có thể dễ dàng tìm kiếm được những thứ mà mình muốn. Đến với lại điều thứ ba này thì tôi cá chắc đây chính là cái mà rất là nhiều anh em đang mong chờ nhất. Đó chính là sự kiện hội chợ. Thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 và sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 10. Sự kiện này nó sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Tôi thấy khoảng thời gian 10 ngày này nó khá là ngắn ấy. Không biết là có kịp cày được cái tủ đựng đồ drone với lại cái tủ chứa xăng này hay không nữa. Nhưng mà hy vọng là sẽ được. Đến với lại điều số 4 này tôi thấy một cái khá là dở nhà làm game. Đó là phiên bản trước chúng ta đã cập nhật cái tính năng gọi là chế độ không cần phải cầm theo đồ trong ba lô ấy. Nhưng mà lại không có cái sơn xe mà không cần cầm sơn trong ba lô. Đến tận phiên bản này thì chúng ta mới có cái tính năng này. Thì từ bây giờ nếu mà chúng ta sơn skin xe hoặc là sơn màu riêng hòm đồ thì chúng ta sẽ không cần phải cầm sơn trong ba lô nữa mà chúng ta có thể sơn thẳng trực tiếp. Miễn sao là các bạn có đủ sơn để trong rương ở base là được. Ok, thì đến với lại điều thứ năm này thì kể từ bây giờ nếu mà chúng ta đi farm thì sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Tại vì phiên bản này game đã cập nhật chúng ta thêm một cái vụ mới đó chính là cái đào kho báu này. Thì anh em sẽ cần chuẩn bị cho mình là một cái xẻng. Nếu anh em thấy mấy cái ụ này anh em để trên map kìa, nó có cái icon như vậy. Đấy, anh em chỉ việc đào lên thôi. Tôi không biết cái này nếu mà chúng ta đào nhiều có được cái gì ngon hay không. Nên tôi cũng vừa mới phát hiện ra cái này thôi, nên là thêm vào video luôn cho anh em biết. Được hai bình xăng này, cũng đồ khá ổn áp chứ. Nếu mà đào cái này mà được C4 thì gọi là ba cháy luôn đấy. Thì đây là sau khi mà chúng ta đào nó lên đây, nó sẽ trồi ra hình có cái hòm lên mặt đất. Thêm một cái nữa đó là từ bây giờ nếu mà đi farm chúng ta sẽ gặp rất là nhiều boss mới nhé. Như kiểu là tụi Raider hay là tụi Genesis. Nên là anh em đi farm nên cẩn thận tí để tránh kẻo mất ba lô ba. Đến lại điều thứ sáu này thì ở phiên bản này game là cập nhật lại cái hoạt động của vụ nổ nhé. Bây giờ thì nhìn nó sẽ trông kiểu nhìn chân thật với lại nhìn nó đẹp hơn ở phiên bản trước. Cái này nó áp dụng cho tất cả các loại vũ khí nào mà có khả năng gây nổ nhé. Như kiểu là mìn nết, mấy cái mod thả bom hay là MGL. Nó không có khác nhau về cái kiểu nổ đâu, nó chỉ có đúng một cái thôi đấy. Như anh em có thể xem trong video.
Ok, đến là điều tiếp theo thì như anh em cũng đã biết ở phiên bản trước, nếu mà chúng ta muốn có cái thẻ tọa độ thì chúng ta phải đi bunker A chế độ khó để mà giết giom lấy mấy cái hiệu để mà đổi. Nhưng mà ở phiên bản này thì chúng ta có thể đổi trực tiếp bằng mấy cái vé của chế độ bunker A thường nhé. Nó sẽ có thêm một cái thằng lính tên là Jordan mới. Đấy, chúng ta có thể anh em nào mà thừa nhiều mấy cái vé này ấy, thì có thể nhét cho nó để mà chúng ta có thể đổi lấy được những cái thẻ tọa độ. Ok, đến lại cái điều cuối cùng này thì đây sẽ chính là cái mà rất nhiều anh em sẽ rất thích. Đó là chúng ta có thể skip cái thời gian reset map nhé. Tại vì chúng ta đợi một đít để chờ map reset thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái thịt hộp để mà skip cái thời gian reset map đấy để mà có thể đi tiếp tục được. Thì cái tính năng này dành cho những anh em nào mà máy cày máy đục ấy, thì rất là ok luôn. Đây chính là danh sách mà tất cả các thông tin về bản cập nhật lần này mà mình tổng hợp được. Anh em có thể tua chậm lại hoặc là ấn dừng video để đọc nhé. Còn bây giờ nếu mà anh em nào mà thấy video này hay thì có thể để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mà ủng hộ mình ra thêm được nhiều video mới hay hơn nhé. Còn bây giờ cũng khuya rồi, mình xin tạm dừng video ở đây để mà đi ngủ đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye 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 bye. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? Easy go.